chiếc áo dài duyên dáng với tên gọi Việt Nam trong tim tôi, được làm từ vỏ cầu lông vũ với hình ảnh cờ đỏ sao vàng thể hiện niềm tự hào của người con đất Việt. Với phần trình diễn nhẹ nhàng đầy uyển chuyển, Thảo Uyên đang sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75. Đây là chiều cao của bao người mơ ước. Xin cho Thảo Uyên một tràng pháo tay thật to đi ạ. Của chúng tôi muốn mang đến cho quý vị được mệnh danh là thiên thần A4. Với nguyên liệu từ vỏ ngoài của trang giấy A4, các nhà thiết kế tài ba của phường Sơn Phong đã tạo nên một trang phục với tên gọi giấy thải quanh ta. Với trang phục này, chúng ta có thể đi dạo phố, du lịch cùng bạn bè mọi lúc mọi nơi và nhất định. Với chiều cao lý tưởng 1m75, với số đo 3.